ra tới tận chính cũ để trải nghiệm phòng tổng thống. Cùng nữ hot tiktoker hot nhất nhì phường 14 quận 3 phương quanh đái lì một đêm liệu có đáng. Và đây là khách sạn Le Mans ở Quy Nhơn, khách sạn này tầng 4 sao luôn. Ta nói với 9 triệu là các bạn được ở ngay một căn phòng dành riêng cho tổng thống, nghe hoài chưa? Ở một căn phòng mà ở đó có rất nhiều phòng, bao gồm có một cái phòng khách nè, với bộ salon cực kỳ là luxury. Có luôn một cái phòng để thay đồ, bước vào thôi các bạn sẽ thấy nó đẹp lộng lẫy uy nga liền. Ở đây thì có sẵn hai đôi dép và hai cái áo chàng để ngủ, mặc vào thấy ca dáng công tử bạc liêu. Còn riêng phòng ngủ thì có một cái giường cỡ lớn, đặc biệt trong phòng ngủ là có luôn cả cái bồn tắm luôn. Nhìn em kiểu rất là lãng mạn, rất là sexy luôn á mọi người. Cái này mà cặp đôi nào đi thưởng tuần trăng mật thì tới nái phải cắt lái. Rồi có luôn một cái ban công khá là lớn, chiều chiều ra đây uống một ly trà chiều, ngắm mây, ngắm núi, ngắm biển, cái phong cảnh thì hữu tình. Thì bạn nào mà đang stress thì chữa lành là đây chứ đâu. Còn mà lúc mới vào khách sạn là các bạn được thưởng thức ngay một ly welcome drink. Đối với người khác là welcome drink nhưng đối với một mỏ nó ngon quá, lúc nào ra vô cũng uống hết trơn. Và đỉnh nhất là có luôn cả phòng gym đó, lên ký cùng khoa lúc này nó đang lên ký quá nên nó phải tập cho ốm bớt. Còn khi mà màn đêm buông xuống để bạn lên tầng thượng, chúng ta có pool party với quầy nước chiêu chiêu cốc tay, như vậy mới gọi là chữa lành đúng không bà con ơi.